đè đất, đè nước. Thuở ấy, vũ trụ chưa thành hình, trời đất còn liền một khối, chưa có núi sông, sắt đá, cây cỏ, thú vật và chim muông, chưa có con người. Thế rồi sấm động, mưa trút xuống ào ào, gió giật từng hồi, mưa 9 ngày đêm liền, hạt bằng quả vả hoặc bằng quả sung, nước tuôn xuôi thành xoáy, thành xoáy, làm cho trời tách khỏi đất, đất tách khỏi nước. Mưa xói vào đất, tạc nên núi nên sông, nên hang nên bái, tạo ra quặng đồng quặng sắt trong lòng đất. Mặt trời chiều xuống, sinh ra cây leo, sinh ra các loài vật nhỏ. Một người già, người bà nhân sắp xếp thời gian lại, từ đó mới có năm có tháng, có ngày sáng và đêm tối. Vũ trụ đã nhóm lên, nhưng trời đất chưa vững chãi, vì còn phải có dây bầu để buộc đất buộc nước. Một con chim từ trên cao thả xuống một quả xi, sấm nổ gió cuốn, làm nổi lên một khoảng đất cứng chỉ bằng miệng bát. Từ đất cứng, cây xi mọc lên, xi lớn rất nhanh, ngày một ngày hai đã trở thành cây cao, thân xòe ra 40 cành. Cành cây quay tròn, càng quay càng mở rộng, thêm vùng đất cứng, phần đất thành xóm, thành mương. Cành càng quay, cây càng cao, chẳng bao lâu tán đã che kín cả một phương trời. Bóng râm tỏa xuống một phần đất. Ngồi dưới gốc xi thiếu ánh nắng, mụ lắp nhắp lẻ nhẻ bực mình. Lại vốn xấu tính, mụ kêu đất gọi trời, ước sao cho cây đổ. Trời bèn mưa, nước thối và sâu xuống. Nước thối ngấm vào thân cây, sâu khoét ruỗng lõi đất. Một trận gió nổi lên, lá cây rụng tơi tả, thành chim. Gốc xi chốc rễ thành cá, rồi cây xi đổ, từ bóng cây bay ra một đôi chim to. Đó là chim ân cái ứa. Chưa có nơi ăn trốn ở, đôi chim khóc lóc thảm thiết. Bà dậm bà rủ, một người già tốt bụng, mách chúng lên cành đa mà ở. Lâu ngày chim mái không mang, bà dạy cho cách làm tổ. Chim mái đẻ ra nhiều trứng, trứng rơi xuống đất bị rùa ăn sạch. Nghe lời bà, đôi chim mổ vào sườn núi đá, quét nên hang hào làm nơi ở mới. Chim mái lại đẻ ra nhiều trứng, trứng đủ hình đủ dạng, có quả dài, có quả tròn, quả có vằn, quả màu đỏ. Cuối cùng chim mái lại sinh ra trứng vuông góc. Bà dậm bà rủ còn dạy cho chim ân cái ứa ấp trứng. Trứng nở quả bầu dục thành con dài, quả dài thành con rắn, quả vằn thành con rết, mà quả đen thì thành con quả, quả đỏ thành con yêu con nai. Chỉ có trứng vuông mái không chịu nở. Đúng 9 tháng 10 ngày, quả trứng nứt ra một tiếng nổ lớn. Từ đống vỏ lần lượt đứng lên 3 con người. Thoạt tiên là ông Cài, tiếp đến là ông Cần, sau nữa là nàng Kịt. Sau 3 anh em còn có bao nhiêu người khác. Đám đông nhốn nháo kéo ra khỏi hang, người nói tiếng Mường, kẻ nói tiếng Kinh, tiếng Thái. Loài người đã ra đời, nhưng họ sống còn hỗn tạp, lúc nhúc dưới gốc cây to trên cỏ rậm, suốt ngày chỉ những tranh nhau miếng ăn. Cần phải có người đứng lên cầm quyền, thu xếp cho ổn cuộc sống, cho yên Mường xóm. Họ bèn đến hang hao, mời ông Cài ra trị vì thiên hạ. Thấy ông ngần ngại, họ hứa sẽ lấy dây rừng tết thành khố, thành áo cho ông mặc, đào củ rừng để ông ăn. Ông nhận lời, nhưng vừa bước ra khỏi hang, ông đã bị ma khi ma cướp đánh chết. Mọi người quay lại hang hao mời ông Cần, hứa sẽ có lúa, có kê làm thức ăn, có trải đánh cá, có áo lụa cho ông mặc, có cỏ bách cỏ tràn để đánh ma khi ma cướp. Nhờ 2 loại cỏ thiêng, ông ra khỏi hang mà không bị ma làm hại. Ông Cần đã ra quản dân, nhưng buổi đầu cuộc sống còn khó khăn. Con người vẫn nấp dưới bóng cây to trên gò rậm, vẫn phải ăn con cá tanh, con ốc hôi. Ông Cần bèn nhờ bác ruồi trâu lên trời xin lửa của ông Cậm Cọt. Biết ý Cậm Cọt không muốn trao lại bí mật làm ra lửa, ruồi trâu phải dùng mưu. Bác vui lòng ra mình dưới 9 tầng sọt, trong khi Cậm Cọt chặt 2 thanh giang cọ vào với nhau. Bần ra thành lửa, trao lửa cho ruồi trâu. Cậm Cọt còn cố ý xếp một gói nước lên trên gói lửa. Trên đường về nhà lại gặp đối đi mấp mô, ruồi trâu vấp ngã, nương đổ ra mà lửa tắt ngấm. Nhưng qua 9 tầng sọt, ruồi trâu đã nhìn thấy cách làm ra lửa của Cậm Cọt. Từ đó con người có lửa, không còn phải ăn cá tanh, ăn ốc hôi. Ông Cần cùng mọi người thử phát nương trên đồi, ngoài bãi để trồng trọt, rồi học nuôi tằm, ươm tơ, tẩm đặt bẫy trên nương để bắt con nhím con cầy.
Một hôm nhân đi thăm dãy, ông bắt được bác rùa rậm, rùa dọc. Bị trói chặt, rùa van lại xin tha, hứa sẽ dạy cách làm đùn xây nhà. Đường cởi trói, rùa rậm rùa dọc lập cập đứng dậy. Bốn chân rùa là bốn cột chính, mai rùa là mái nhà, xương sống là đòn nóc, xương sườn là dui, mồm và đít là hai cửa ra vào ở đầu trái. Nhưng bác rùa chí trá vẫn cố giữ bí mật. Theo lời bác, phải chặt lau làm cột, lấy lách làm đòn tay, hái cỏ may làm lạt buộc. Rồi nhà được dựng lên, nhưng ông Cần cũng vừa cùng với nàng Kịt đặt chân lên sàn thì nhà đã sụp đổ. Tức giận, ông mở một cuộc săn, bắt được bác rùa lần nữa. Lần này thì con vật phải nhả hết bí mật. Phải chặt cây to làm cột, làm xà, chẻ rang, chẻ nứa, làm lạt buộc. Ông Cần đã có nhà ở, có lửa nấu ăn, có áo lụa mặc, đã biết phát nương trồng lúa, biết đặt bẫy bắt mồi. Rồi nàng Kịt và ông Cần sinh cả thảy 9 trai 9 gái. Các con chia nhau đi chiếm đất nhiều nơi. Riêng con út, Dịt Giang thì về chiếm đất miền xuôi, làm vua ở kẻ chợ. Gọi là vua, nhưng Dịt Giang chưa đi ủng đi hài, chưa ở trong cung điện thanh thang, chưa có nhiều kho của. Vua lo lắng, đêm nhìn lên trời, thấy bóng cây to chiếu từ rất xa về kẻ chợ. Trong giấc ngủ, vua lại lạc được người nhà trời mách rằng có cây chu đồng, chu sắt mọc ở mường ai mường ông, trên đồi lai li lai lám. Người nhà trời còn khuyên vua cho hạ cây về xây cung điện, kho tàng. Sáng hôm sau ra bến sông gội đầu, vua lại gặp chim bói cá, cắp lá chu bằng đồng, hoa chu bằng thiếc. Về nhà, vua ra lệnh thui trâu làm thịt, đánh trống mời dân khắp lũng làng, trên dưới. Tiệc xong, vua đem giấc mộng đêm qua để kể lại. Hỏi ai là người có thể đi tìm chu đồng, đi viếng chu sắt. Có người tâu vua rằng, ông đèn ông đẹp là tay bắn giỏi, thông thuộc núi rừng, có thể vì vua gánh vác việc tìm chu. Đường vua hỏi đến, người thiện xà sẵn sàng ra đi. Chỉ e một nỗi, vợ con ở nhà không ai nuôi nấng. Dịt Giang an ủi ông đèn ông đẹp, hứa sẽ cấp ruộng cấp nương, sẽ nuôi vợ dưỡng con cho người đi xa. Sửa soạn ra đi, ông đóng nỏ thực đẹp, vót tên thực cứng, thử đi thử lại kỳ cho bắn vỡ quả dâu ra, bắn trúng cánh chuồn chuồn, rồi vai vác nỏ, tay đánh chiêng con. Ông đèn ông đẹp lên đường. Từ kẻ chợ, ông hướng về miền cao mà đi, qua nhiều xóm nhiều mường, đến đâu hỏi thăm đường đấy. Ông đi đã lâu ngày, mãi đến một đêm trời tối, bất thần lại gặp bác đười ươi, con người rừng có sức khỏe phi thường. Cuộc gặp gỡ mở đầu bằng một trận vật lộn khủng khiếp. Cả hai vốn là những người sống ở rừng núi, nên họ giảng hòa với nhau dễ dàng, mà góp cơm cùng ăn, cùng nhau trò chuyện. Được bác đười ươi chỉ đường, ông đèn ông đẹp theo vết muông thú đến tận đồi lai li lai láng, ở trên đất mường ai mường ống. Lần đầu tiên đối mặt với chu đồng chu sắt, người đi săn khủng khiếp. Cây gì mà cao vòi vọi, một cây màu đỏ chóe, lại lóe chớp xanh chớp vàng, gốc to hơn ngôi nhà vua ở, thân cuộn bao nhiêu làm mây, là xong. Cây gì mà một cơn gió thoảng cũng làm cành lá động lên như sấm. Cây gì mà biết cười biết nói. Chu lên tiếng vừa hớ hẹn vừa dọa dẫm. Nếu người thiện xà dẫn đường cho vua Dịt Giang đến đây thì sẽ bị cây thần giết chết. Nhược bằng giữ đường bí mật thì cây thần sẽ cho hoa thau quả thiếc để về làm nuôi vợ nuôi con. Nhận lời với chu đồng chu sắt, ông đèn ông đẹp mang hoa thau quả thiếc ra về. Đến kẻ chợ, ông giấu bạt chuyện tìm ra cây thần, chờ đến nửa đêm. Không còn người lạ trong nhà mới dám đem hoa đem quả của cây thần ra khoe với vợ con. Mù lắp nhắp lẻ nhẻ ở cạnh nhà người đi săn. Nửa đêm con mụ khóc, mụ dậy si con đái. Bất đồ nghe tiếng ông đèn ông đẹp đang thì thào to nhỏ. Hôm sau mụ vội đi báo với nhà vua. Dịt Giang giận dữ, định bắt ông đèn ông đẹp để trị tội. Nhưng rồi nghe lời tay chân, vua ra lệnh thui trâu làm cỗ, mời khắp xóm làng trên mường dưới đến ăn. Trong bữa tiệc, nhà vua hết sức chiều chuộng kẻ đi xa để lấy lòng, rồi khôn khéo dùng người nói khích, khiến cuối cùng người thiện xà đem hoa thau quả thiếc ra khoe. Được thấy tận mắt hoa quả của cây thần thì Dịt Giang mừng mỡ, mà hạ lệnh rèn rìu, rèn đao, sắm sửa lương thực, rồi nổi trống cho dân khắp xóm làng, khắp mường kéo đến. Đoàn người ngựa chảy đông như kiến, hướng về mường ai mường ống, có ông đèn ông đẹp dẫn đường.
Quân của vua Dịt Giàng hạ trại ngay bên đồi Lai Ly Lai Láng, nơi có cây chu đồng chu sắt. Nghỉ một đêm tờ mở hôm sau, vua chọn những tay dìu khỏe nhất bắt đầu hạ chu. Chặn suốt một ngày, tối đến thân chu đã thắt nhỏ lại. Nhưng qua sáng hôm sau, chỗ chặt đá liền như cũ. Biết cây có phép lạ, ông sai ông mo sắm lễ cúng thần đất, thần nước rồi thần núi. Nhưng vô ích, bỗng chu đồng chu sắt cất tiếng bảo Dịt Giàng. Muốn hạ được chu, phải chặt, phải là kẻ dẫn đường chỉ lối cho vua. Dịt Giàng gọi ông đèn ông đẹp đến chặt chu, lại ra cho ông một con ngựa hay để kịp thoát thân khi cây đổ. Ông mới chém một nhát, chu rung rinh. Ông chém nhát thứ hai thì chu nghiêng ngả. Và chém nhát thứ ba, ông vội nhảy lên ngựa phi nhanh, rồi phi rất nhanh. Nhưng một lá chu vươn theo chân ngựa lôi người thiện xạ lại, để cho thân cây kịp đè lên ông khi chu vừa đổ xuống, rồi ông chết. Chôn ông xong, mọi người tuân lệnh nhà vua vác rìu phạt bớt cành lá rườm ra để kéo chu ra khỏi rừng. Nhưng rìu chặt không đứt, ông mò bói cũng vô hiệu. Có người già giàu kinh nghiệm tâu vua, phải tán xương ông đèn ông đẹp ra thành bột, rắc lên lưỡi rìu thì rìu chặt mới đứt. Dịt Giàng mới ra lệnh đào mả lấy xương người thiện xạ làm đúng như lời tâu, và rìu sắc đã phạt nổi cành chu. Đến khi bắt tay vào kéo chu, chu không rời một tấc. Một lần nữa lại phải lấy xương ông đèn ông đẹp làm đòn kê, rắc bột xương của ông ra lối đi, chu mới chịu rời chỗ. Dọc đường về kẻ chở qua một bến sông, chu lại chìm xuống tận đáy, sắp hóa thành con cá con rồng. Vua Dịt Giàng phải cầu xin bác gái cá lặn hồ xuống buộc dây vào mũi chu mới lôi được chu lên. Và cuối cùng, quân của nhà vua đã được cây chu đồng chu sắt về đến kẻ chợ để cho Dịt Giàng xây dựng lâu đài cung điện. Xây dựng xong, nhà vua cho mổ trâu mổ bò, trước làm lễ cúng, sau làm lễ khao quân. Quả bầu tiên. Mò nòng tức là ông trời làm ra trời đất. Bấy giờ trời đất gần nhau, lên xuống dễ dàng. Đất bằng phẳng, chưa có núi, chưa có sông, chưa có suối. Ông trời sai hai con trai, anh là Ai Húi, em là Ai Hĩnh, xuống mặt đất tạo nên cây cỏ và loài vật. Họ làm ra cây chuối chỉ có một lá. Họ làm ra cây tre rỗng không có đốt. Bấy giờ cá ở trên cành lá, con chuột con sóc thì ở dưới nước. Con rơi có lửa nhưng không có cánh. Trời đất gần nhau nên cây cối thấp lè tè. Xong việc, hai anh em về trời bảo bố làm ra con người. Ông trời tạo nên con người có cánh biết bay. Ông thả người xuống đất. Bấy giờ con người chưa có lửa phải sưởi nắng. Thấy rơi có lửa mà không có cánh, người đổi cánh cho rơi để lấy lửa. Từ đó rơi có cánh, người có lửa. Lại bấy giờ cũng chưa có nước, ai khát phải chặt cây pơ lang do, một loại cây dây leo to, thân đứt rỉ ra nước, uống được, nhưng không đủ nước để tắm rửa. Bấy giờ rắn già thì chết hẳn, người già cũng chết, nhưng lại trở về. Sống mãi mà không tắm rửa, con người hôi hám. Đã thế ra cạo cũng khó, trời đất gần nhau, người giá phải khổ. Khổ quá, con người van xin ông trời. Một hôm bà cụ trong rô chươi lụa, vừa ngồi giã gạo, vừa trách ông trời. Sán chày giã trong tay, bà chọc thẳng lên trời, trời rút lên cao. Bà cụ vội chống chày lên, không cho trời tụt xuống. Hiện nay chày chống trời đất có vết tích ở vùng Dung Bai, xã Nậm Ban, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đó là tảng Di Rang Pơ Linh, tức là đá chống trời cao trên 100 mét. Nhưng con người vẫn hôi hám vì vẫn thiếu nước. Một bà chết, người chồng đưa bà cầm một đoạn gỗ. Bà ra đi, nhưng gỗ đã mục, bà lại trở về. Không chịu được mùi hôi, chồng bà mới hỏi Ai Hĩnh. Sao người chết không đi thẳng, trở về nhà làm gì? Hôi lắm. Ai Hĩnh bảo, người chết ra đi, nhớ đưa họ cầm tay một hòn đá. Hòn đá không mục, người chết không trở lại. Người chết ra đi, nhớ dặn họ câu này. Hòn đá không mục, người chết đi, rắn chết về rắn về. Từ đó người chết không trở lại, con rắn thì cứ lột ra sống mãi. Vì thế ngày nay khi chôn người chết, người máng cắm hai hòn đá, một ở chân mộ, một ở đầu mộ. Rồi trời vẫn không mưa, không đủ nước, con người kêu xin ông trời,
Ai húi ai hĩnh bèn bảo bố làm mưa. Ban đầu ông trời cầm que vẫy nước xuống trần gian được mưa. Về sau ông dùng quả bầu múc nước rồi xuống 3 lần. Trần gian lụt to, nước 3 lần đổ xuống, trần lụt kéo dài 3 năm. Con người làm mảng bè nhưng lại bị chuột sóc cắn, bè mảng chìm nghỉm. Người và loài vật chạy lên đỉnh núi Buôn Thu Lõn, nay vẫn còn trên đất Dubai. Không có gì ăn, người ăn người, thú ăn thú. Cuối cùng người và thú ăn lẫn nhau. Chúng ăn cả đất, khiến cho đỉnh Buôn Thu Lõn ngày nay lõm xuống như yên ngựa. Nước vẫn dâng, người loài vật cây cỏ đều chết tiệt. Chỉ còn trơ lại 2 anh em, một trai một gái. Họ thoát chết vì bè của họ ghép bằng cây bơ lang tang. Đó là một thứ gỗ cứng. Đến đây ai hãy dùng sức đánh vào một nơi gọi là Zoom Ó Lùng, biến nơi đó thành một hang sâu vô tận. Nương tuôn vào hang, chiếc bè của 2 anh em hạ dần theo mực nước. Trước kia mặt đất bằng phẳng, không núi, không sông, không suối. Nước run suối vào đất, làm ra núi, ra sông, ra suối. Rồi sau 3 năm lụt, mặt đất còn lại lầy lội trong 3 tháng liền. Cả loài người nay chỉ còn 2 anh em. Họ không thể lấy nhau, mà không lấy vợ lấy chồng thì loài người sẽ không còn. Người anh bàn bạc với em gái, họ quyết định ra đi mỗi người một ngả để tìm vợ tìm chồng. Trước khi lên đường, sẵn ống có nắp, người anh trao nắp cho em, bản thân anh giữ lấy ống. Rồi họ đi mãi, đi mãi. Một hôm họ gặp người, người con trai đưa ống ra thử thì vừa khớp với nắp của người con gái. Bấy giờ anh em mới nhận ra nhau. Rồi họ lại ra đi nhiều lần. Nhưng lần nào rồi cuối cùng anh cũng gặp lại em. Thất vọng họ ngồi buồn, thì bỗng có một con quạ bay qua. Quạ hỏi vì sao mà buồn. Người anh kể lại đầu đuôi câu chuyện. Quạ cho biết rằng trên mặt đất chỉ còn 2 anh em nữa thôi, và khuyên họ lấy nhau để cứu vãn lấy loài người. Nghe lời quạ, có hôm người anh ướm lòng em gái, nhưng em gái khăng khăng không chịu. Nhân đang đốt cỏ sưởi, người anh tuyệt vọng lao vào ngọn lửa bốc cao. Thấy anh lao vào lửa, người em cũng lao theo. Thì trên mặt đất không còn một bóng con người. Nhìn xuống đất không thấy người, ông trời bèn thả người mới xuống. Ông trời bỏ người mới vào quả bầu, dùng xiên sắt nóng rùi một lỗ. Quả bầu xuống đến mặt đất bị con tê tê ăn sạch. Ông trời bỏ bao nhiêu người xuống, tê tê ăn bấy nhiêu. Nhìn xuống mặt đất, ông trời vẫn không thấy người, chỉ thấy tê tê. Biết rằng tê tê đã ăn hết người, ông trời bèn đồ một quả bí đỏ lên, rồi thả quả bí đỏ đang nóng bỏng xuống. Rồi quen thói, tê tê ngoạm vào rụng hết răng. Từ đó tê tê không có răng, không ăn được người nữa. Ông trời lại thả người xuống mặt đất. Cũng như lần trước, người mới được bỏ vào một quả bầu có rùi lỗ. Cẩn thận hơn lần trước, ông trời thả quả bầu xuống theo dòng cây tre long men. Cây tre dũng không có đốt. Loài người lần lượt chui qua lỗ rùi mà rắc khỏi quả bầu. Người hà nhì chui ra trước tiên, dính đầy nhỏ bám ở trên lỗ rùi nên đen ra. Sau đó là người khơ mú và người mãng thì ít đen hơn. Đến lượt người mèo, người dao, người thái, rồi cuối cùng là người kinh thì da trắng nhất. Trần gian có người rồi, ông trời mới xếp cho mỗi một dân tộc cư trú một nơi. Người kinh ra sau lại thiếu chỗ, bị ông trời vứt ngoài bờ sông. Từ đó người kinh ở ngoài bờ sông, rồi ở đồng bằng. Ông trời lại sai 2 con đảo con sông. Ai húi đào lên sông Đà, ai hĩnh đào lên sông Nậm Na. Trên địa hình đã biến đổi, người mãng được chia dùm vùng đất Dubai, kẹp giữa 2 con sông trên. Pú Lương Quân. Ngày xưa ngày xưa, thuở trời đất mới khai sinh, cây cỏ mọc lên, muông thú sinh ra, rồi loài người cũng xuất hiện. Dáng người vừa lớn vừa cao, thân như cây lai, tay như cây tràm, mỗi bước chân dài nửa dặm. Vùng Cao Bằng nước ta bấy giờ mới có 2 người. Một gái là Sao Cải, là chị lớn. Một trai là Bảo Luông, là anh to. Sao Cải và Bảo Luông đều chưa có quần áo mặc, chưa có nhà cửa để ở. Ban ngày họ đi lang thang khắp nơi, xuống suối lên đồi, bắt con cá, con cua, rồi mò con tôm, con ốc, đào rễ củ, hái quả chín, săn con chim, con hoáng để ăn. Họ ăn sống nuốt tươi cả lông tơ lẫn máu. Tới đâu thì ngủ đấy, khi thì ngủ gốc cây, khi thì ngủ kẽ đá,
Rét thì lấy lá cây, da thú để che thân. Một hôm Sao Cải và Báo Luông gặp nhau, hai người kết nghĩa vợ chồng. Chẳng mấy trông 12 mùa xuân đã đi qua, Sao Cải đã sinh được 20 người con, vừa trai vừa gái. Bầy trẻ cũng lang thang theo bố mẹ đi kiếm thức ăn, gặp đâu ngủ đấy. Một hôm Báo Luông chỉ bắt được 2 con sơn dương, thịt lại không đủ ăn. Đêm thì trời lại mưa to, đàn con rét cóng. Thương con, vợ chồng Báo Luông, Sao Cải bàn nhau kiếm chỗ cao giáo, kín đáo trên núi Khâu Luông, đưa con về để ở. Rồi vợ chồng ngày ngày đi kiếm thức ăn, mang về nuôi con. Lại 10 năm nữa trôi qua, Sao Cải đẻ thêm được 30 con nữa, là 50 chắn, vừa trai vừa gái. Một hôm trời đang nắng gắt, bỗng tối sầm ở một góc, rồi đổ mưa rào như chút nước. Một tiếng nổ đinh tai, cây móc bị chẻ làm hai, lửa sáng rực trong mưa. Tạnh mưa, Báo Luông đến xem chỗ cây móc vừa bị sét đánh. Thấy lửa vẫn cháy, giữa đám than đỏ rực, có đôi tắc kè bị thui vàng. Anh xé thịt, ăn thử một miếng, thấy thơm ngon lạ lùng. Đem về cho vợ con ăn thì ai cũng thích. Sao Cải mấy con gà rừng nướng thử, ăn lại càng thơm ngon. Từ đó Sao Cải ở nhà giữ cho lửa khỏi tắt, để nướng chín thức ăn, để sưởi ấm, để xua thú dữ. Rồi 20 năm nữa lại trôi qua, gia đình Báo Luông, Sao Cải ngày càng đông đúc. Có tới 100 người con, vừa trai vừa gái. Con lớn theo cha vào rừng xa săn bắn muôn thú. Con nhỏ thì theo mẹ lượm quả cây, đào rễ củ quanh nhà. Cuộc sống vẫn bấp bênh, ăn bữa sớm bữa tối. Muôn thú ngày một hiếm, quả cây rễ củ quanh nhà cũng ít đi. Một hôm mẹ con Sao Cải đi bắt cá bắt ốc. Thấy ở đầm lầy ven sông có thứ cây có bông chiếu hạt đã ngả màu vàng. Mẹ con tuốt hạt, nhấm thấy bùi bùi, bèn cắt đem về. Bông hơ vào lửa, chín mùi thơm phức. Bóc vỏ ăn càng bùi càng ngon. Sao Cải lại bàn với chồng đi nhổ cây cỏ xanh bên bờ sông, đem về cấy xuống đám bùn để ở chỗ gần ở. Cấy được 7 ngày thì cỏ xanh tươi, được 3 tháng thì có đồng, mấy tháng sau thì bông chín, hạt vàng chắc nịch. Vợ chồng Báo Luông, Sao Cải rất đỗi vui mừng, đặt tên nó là Co Khẩu, tức là cây lúa. Từ đó cả nhà ra công đi kiếm lúa giống để về cấy thêm. Vụ ấy thu hoạch đủ ăn trong 2 tháng. Xong nếu cấy lúa thì không có thời giờ để săn bắn, để kiếm thịt ăn. Báo Luông bàn với vợ chia đôi công việc trong nhà. Một nhóm do con cả đứng đầu chuyên đi săn bắt, một nhóm do Báo Luông cai quản chuyên làm chuồng. Sao Cải thì trông coi việc nhà, chăm con nhỏ, nướng thịt nướng thóc làm bữa ăn, dạo gian muông thú để làm quần áo che thân. Nhóm Báo Luông ra sức chặt cây, phá rừng thành ruộng. Ruộng nương khai phá ngày càng nhiều, xanh dần một dải từ hai ven sông để chạy vào chân núi. Sau Báo Luông còn nghĩ cách để chế công cụ làm đất cấy lúa tốt hơn. Đẽo nhọn đầu gỗ để đào đất được sâu hơn, gọi là thầy, tức là cách cày. Chọn khúc gỗ có nhiều mắt để làm cho đất tơi mịn hơn, gọi là phưa, tức là cái bừa. Lại nghĩ ra cách thâm ngâm thóc, gieo mạ cấy lúa cho bông mẩy hạt. Lại nghĩ cách bắt con voi rừng, bắt con trâu rừng để kéo cày, kéo bừa cho người đỡ vất vả. Nuôi dạy 3 tháng, voi trâu đã được thì được vực cày. Từ đó khi có súc vật giúp sức làm ruộng, ruộng đất ngày càng tốt, thóc lúa thu hoạch ngày càng nhiều hơn. Có nhiều thóc lúa, Sao Cải không nướng thóc nữa. Sao Cải nghĩ ra cách nấu cơm. Nấu cơm xong thì ăn mềm hơn, ngon hơn mà nhanh hơn. Chị tròn hốc đá bỏ thóc vào, lấy cây giã ra, cho vỏ chật ra, rồi đem đãi rửa cho gạo sạch nấu. Xong chị đào hố luôn xuống đất, lấy lá lót, rồi đổ gạo vào tưới nước xâm xấp. Lại lấy lá đậy kín, rồi đốt lửa ở trên. Đun một lúc thì gạo chín thơm ngon. Thóc lúa dư thừa ăn không hết, chim muông thì ngày một hiếm hơn. Săn bắn vất vả vẫn không đủ thịt ăn. Vợ chồng Báo Luông, Sao Cải lại nảy ra một ý nghĩ mới. Đó là bắt con gà rừng, bắt con ngỗng trời, bắt con lợn cỏ về nuôi bằng thóc lúa thừa để lấy thịt ăn. Rồi một đêm mưa dầm gió bấc, trời tối như bưng, hổ mò về bắt heo. Báo Luông vác giáo đuổi theo, đâm chết tươi hổ đói. Từ đó Báo Luông lại nghĩ ra cách bắt chó rừng về nuôi, để chó giữ nhà và giúp người đi săn. Rồi lại bắt ngựa rừng về nuôi để cưỡi, bắt mèo rừng về nuôi để mèo bắt chuột, bắt cá sông về nuôi ở ao
để khi muốn ăn thì bắt cho tiện. Rau cỏ, cây ăn quả trong rừng cũng được bứng về để trồng quanh chỗ ở, như là khoai này, cà này, bầu bí, đỗ chám, rồi mít bưởi cam. Về sau báo luôn thấy cửa mái tí trên cao trên núi Khâu Luông thì không tiện trông nom ruộng nương, nên rời xuống bản Vạt là nơi đất thấp nhưng rộng rãi bằng phẳng, gần ruộng gần nương hơn. Ra giữa đồng bằng không có lùm cây, khe đá trú mưa, che nắng. Báo luôn cùng con vào rừng đắn cây về nhà dựng, cắt cỏ danh về lợp mái. Nơi ăn trốn ở được ổn định, thành làng thành bản từ đó. Lúc này Báo Luông và Sao Cải tuổi đã cao, đã thành ông bà, gọi là Pú Luông Già Cải, tức là ông to bà lớn. Con cháu Pú Luông Già Cải ngày càng đông đúc. Già Cải bàn với Pú Luông chia con cháu đi nhiều nơi để làm ăn cho dễ dàng hơn. Từ đó nhiều bản làng mới mọc lên, nhiều họ mới xuất hiện, con cháu sinh sôi nảy nở ngày càng đông như ta thấy ngày nay. Bên bờ ngòi bản Vạn gần nước Hai, Cao Bằng, nay còn đền thờ Pú Luông Già Cải, mà dân làng thường gọi là đền thờ thần nông. Pú Lương Quân, vì tổ tiên thần thoại của người Tây, đã trở thành thần nông, phù hộ cho dân làm ăn được mùa no ấm. Từ truyền thuyết đến lịch sử. Không nói thì chúng ta cũng đã hiểu rằng những tích kể ở trên đều là chuyện không có thực, chỉ là truyền thuyết. Truyền thuyết là chuyện kể miệng, chuyện được truyền miệng từ đời này qua đời kia, có khi qua hàng trăm hàng nghìn năm để đến tai chúng ta ngày hôm nay. Đẻ đất đẻ nước là truyền thuyết của người Mường, dân tộc sống trên một dải đất rộng lớn kéo dài từ tỉnh Yên Bái vào đến tận Hà Tĩnh, trên 300 cây số. Quả bầu tiên là truyền thuyết của người Mãng, dân tộc rất ít người, sống trên núi cao trong tỉnh Lai Châu, tại miền núi Tây Bắc nước ta. Pú Lương Quân là một tập hợp truyền thuyết của người Tày ở vùng Việt Bắc. Ngày nay chúng ta có khoa học để xét xem trời đất, muôn vật và con người từ đâu mà ra, loài người đã sinh sống như thế nào từ buổi mới sinh thành. Ngày nay chúng ta lại có chữ viết để ghi chép lại sự việc xảy ra trong từng năm, từng đời, xếp lại thành những bộ lịch sử. Thuở xưa khi chưa có khoa học, chưa có chữ viết, người ta kể miệng cho nhau nghe những truyền thuyết về gốc tích trời đất, gốc tích con người, rồi gốc tích dân tộc. Đó là những truyền thuyết nguồn gốc. Mỗi một dân tộc hiện đang ở trên đất nước ta đều có truyền thuyết nguồn gốc của riêng mình. Khi chưa có khoa học, chưa làm chủ được trời đất muôn vật, hàng năm lo sợ mưa bão, hàng ngày bị thú dữ đe dọa, thì con người khó tin vào sức mạnh của bản thân mình, dễ tin vào những điều huyền hoặc, tưởng đâu cũng có quỷ thần ma quái. Truyền thuyết nguồn gốc của dân tộc ngày nào cũng đầy rẫy những chuyện không thực. Đẻ đất đẻ nước, quả bầu tiên hay Pú Lương Quân cũng thế. Làm gì có đôi chim đẻ trứng vuông, để có tó từ loài người xuất hiện. Làm gì có cây thần cười trong rừng thẳm để dọa người đi săn. Rồi bà cụ già chống trời bằng chày rác gạo. Các dân tộc lần lượt từ quả bầu chui ra, qua một lỗ ruồi bám đầy nhọ đen. Người thời xưa thân như cây lai, rồi tay như cây tràm. Toàn những cái việc quái dị mà chắc hẳn chúng ta không chấp nhận. Đọc lại những tích kể trên, chúng ta có thể tự mình tìm ra khối điều vô lý khác. Chưa có khoa học, nhưng một khi đã ra đời là loài người phải sống trong trời đất, sống với muôn vật, tìm miếng ăn nơi ngủ giữa đất, giữa nước, rồi núi rừng. Muốn sống ngay từ đầu, con người cũng phải xem xét trời đất, quan sát muôn vật, để rồi dùng đôi tay mà lấy ra từ đất, từ nước, rồi núi rừng những gì cần thiết cho mình. Đó chưa phải là khoa học, nhưng là bước đầu của khoa học. Trong những tích mà con người kể với nhau từ thuở ấy, bên cạnh vô số chuyện huyền hoặc cùng với bao điều vô lý mà chúng ta không thể tin, vẫn có những nhận xét đúng rút ra từ cuộc sống làm ăn vất vả hàng ngày. Sống ở vùng nhiệt đới nhiều mưa, hàng năm phải bó tay trước những tai họa do lũ gây nên, chắc hẳn tổ tiên của người Mường và người Máng đã mang sẵn trong đầu một hình ảnh rùng rợn về vùng nước, nước xoáy rồi nước lụt. Có lẽ chính vì thế mà cả đẻ đất đẻ nước lẫn quả bầu tiên cũng như chuyện sơn tinh thủy tinh đều nói đến một trận lũ lớn đã xảy ra vào lúc trời đất mới hình thành. Và khi cần phải cắt nghĩa nguồn gốc của núi, của sông, của suối, truyền thuyết không tìm ra được lý do nào khác hơn đó là nước xoáy hay nước sói. Cắt nghĩa như vậy chưa thực sát với khoa học ngày nay. Dù sao đó cũng là những bước đầu mà con người vứt bỏ óc huyền hoặc, là cố gắng đầu tiên của loài người để lấy việc thực cắt nghĩa chuyện thực. Chưa có chữ viết,
Con người thời xa xôi ấy chỉ ghi bằng mà ghi nhớ và truyền bằng lời nói. Chỉ nhớ không thể đúng và đủ như bản viết. Lời truyền miệng qua nhiều người nhiều đời không khỏi biến đổi sự việc thực ban đầu. Nếu chúng ta cộng thêm vào đấy óc huyền hoặc của tổ tiên ta thủa đó, thì chúng ta sẽ hiểu tại sao chỉ qua một đời ngắn ngủi của ông Cẩn hay báo luông sao cải thôi mà loài người đã tiến từ chỗ ăn lông ở lỗ đến mức biết trồng trọt dệt tơ, làm nhà lấy vợ, lấy chồng theo lễ nghĩa. Chỉ hơn một đời người thôi mà từ chỗ lúc nhúc dưới gốc cây to, loài người đã xây dựng được một cuộc sống có trật tự, để rồi lập nên một nước khá lớn, gồm cả miền ngược và miền xuôi, dưới quyền của dịt rằng sống trong lâu đài cung điện. Truyền thuyết đã rút quá ngắn thời gian. Theo khoa học ngày nay, muốn đi hết đoạn đường ấy, loài người đã tốn hàng vạn, hàng chục vạn năm. Dù sao chỉ bằng vào trí nhớ và lời nói mà người xưa cũng đã ghi lại được những kinh nghiệm làm ăn hàng ngày, hàng đời để truyền lại cho các lớp người sau sinh, để cho cuộc sống ngày càng cao, càng dễ chịu. Không có chữ viết, không thể ghi chép tỉ mỉ sự việc từng năm từng đời. Nhưng truyền thuyết của người xưa cũng sắp xếp được có trước có sau những bước tiến của loài người, từ buổi còn ở hang cho đến kỳ biết sống có trật tự, và cuối cùng là lập nước. Ông Cải, ông Cần, Diệt Giàng cũng như báo luông sao Cải không phải là những con người có thực, những con người có mặt trong lịch sử. Họ chỉ là những con người của truyền thuyết, mỗi người thay mặt cho một thời kỳ, một bước tiến lên của loài người. Người còn có cánh nhưng chưa có lửa là con người mới sinh ra trên mặt đất, còn giống rơi còn gần loài vật. Người đã mất cánh nhưng đã có lửa là con người đã tiến lên một bước, đã thoát khỏi cuộc sống của loài vật mà đã có văn hóa. Trong truyền thuyết, tổ tiên chúng ta không kể chuyện người thực việc thực, mà chỉ nói lên bằng những lời chung nhất những bước đi của con người để xây dựng cuộc sống. Họ làm ăn kham khổ giữa trời đất muôn vật, dưới sức tấn công của lũ lụt và ác thú. Họ sống làm lũ, nhẫn nại rút từng kinh nghiệm nhỏ, nhưng họ vẫn ước mơ cho mai sau một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những ước mơ ấy họ gửi gắm vào truyền thuyết. Ước mơ và tưởng tượng mà trí tưởng tượng của con người bao giờ cũng vượt xa sự việc thực hàng ngày. Trong cuộc sống thực, làm gì có chuyện ông Cần trói bác rùa rậm rùa dọc để tra khảo cách dựng nhà, mà làm gì có cái chuyện bác ruồi trâu bay lên trời cấp mà đánh cắp bí mật làm sát lửa. Nhưng bằng những câu chuyện tưởng tượng đó, tổ tiên người Mường đã kể cho người đời sau rõ lại họ đã khổ công như thế nào để chinh phục trời đất, khi dùng sức khi dùng mưu. Chuyện người chết ra đi tay cầm một đoạn gỗ để rồi lại trở về chỉ là cái chuyện tưởng tượng thôi. Nhưng bằng câu chuyện đó, tổ tiên của người Máng đã ghi lại một suy nghĩ của họ về lẽ sống chết của con người. Và nhờ những chuyện như vậy, chúng ta ngày nay mới hiểu được ít nhiều cách suy nghĩ của người xưa. Truyền thuyết không ghi chép sự việc thực, truyền thuyết cũng không phải là lịch sử. Nhưng khi chưa có khoa học và chữ viết thì lịch sử của dân tộc nào cũng mở đầu bằng truyền thuyết. Một khi đã có chữ viết, có khoa học, người ta không phải viện đến trí tưởng tượng nữa. Khi cần kể lại những bước đi của con người, sự việc thực được ghi lại bằng chữ viết, lịch sử tiếp tục truyền thuyết không phải bằng tưởng tượng mà là bằng khoa học. Từ những câu chuyện sau trở đi, chúng ta sẽ dần dần làm quen với một số việc có thực trong lịch sử. Mong rằng chúng ta sẽ không quên những ông Cài, ông Cần, ông Đèn hay ông Đẹt, không quên bác Đười ơi, không quên con người có cánh mà không có lửa, rồi không quên báo luông sao Cài. Đó là hình ảnh của tổ tiên ta khi xưa, những con người không có tên tuổi, đã vì chúng ta mà ước mơ và lao động. Chắc chắn chúng ta sẽ mỉm cười khi nhớ đến bác rùa rậm rùa dọc, rồi bác ruồi trâu, khi nhớ đến cây chu biết nói biết cười. Đó là hình ảnh của thiên nhiên, của đất nước mà chúng ta đang chiến đấu để bảo vệ và xây dựng. Mẹ Âu hay Âu Cơ thuộc giống tiên là người ở núi. Bố Lạc hay Lạc Long Quân thuộc giống rồng là người ở vùng sông nước. Trên bãi cát ven sông Đà, vùng Đồng Lăng Xương, nay là xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ, Lạc Long Quân gặp gỡ Âu Cơ và hai người kết nên vợ nên chồng. Mẹ và bố sinh ra trăm trứng trong cùng một bọc, nở thành trăm chàng trai xinh đẹp. Mẹ và bố lại chia đều các con, một nửa theo bố đi sinh sống ở vùng biển, một nửa theo mẹ lên sinh sống ở chốn rừng núi. Âu Cơ đem con ngược sông Hồng về miền núi, đi tới vùng Hiền Lương thì nghỉ chân. Mẹ dạy con cách lấy lửa, đốt rừng trồng núi trên nương, trồng dâu dưới bãi. Mẹ dạy con đào giếng dệt vải. Mẹ lại dạy con giã gạo nếp thành bột làm bánh. Mẹ dạy con quản trị miền núi xanh ngắt.
Con trai trưởng của mẹ Âu Cơ được cử làm vua, ấy là vua Hùng đời thứ nhất. Rồi 18 đời vua Hùng cha truyền con nối, kế tiếp nhau cai quản nước Văn Lang. Vua Hùng đi thăm thú nhiều nơi để tìm đất đóng đô. Vừa tới một miền phong cảnh đẹp đẽ, đất đai rộng bằng, có nhiều khe suối. Vừa mới xài chim đại bàng đắp 100 quả gò, hẹn trước khi trời sáng phải xong. Đại bàng khuân đất đá đã đắp được 99 quả gò. Chợt có con gà cất tiếng gáy, đại bàng ngỡ trời rạng sáng mà vỗ cánh bay đi. Vua Hùng lại phải đi tìm đất khác. Tới một nơi, vua Hùng thấy một ngọn núi cao sừng sững vươn lên giữa hàng trăm quả đồi vây quanh. Vua phi ngựa lên núi, dừng chân ngắm bốn phương tám hướng, vừa đẹp ý đẹp lòng, dòng ngựa từ từ xuống núi. Chợt ngựa quay đầu, đạp mạnh vó, núi sạt lở mất một góc. Vừa cho thế đất không vững, lại bỏ đi. Lại tới một quả núi dài, thế tựa như con rồng bơi lượn giữa 100 quả đồi nhỏ. Trên lớp lớp sóng dồn, trên núi có đường lên trời, có hang xuống đất. Vừa bước vào hang, chợt gặp một con rắn, màu trắng chắn đường. Vừa cho là điểm không lợi, bèn bỏ đi. Rồi vua đi theo sông Thao tới một vùng, trước mặt là sông lớn, sau lưng là núi cao, đầm nước mênh mông vây bọc những hòn đảo nhỏ. Vua đang xem ngắm, chợt có rùa vàng nổi trên mặt nước, cúi đầu chào vua, tự xưng là chúa đầm này. Vua cưỡi lên lưng rùa, rùa đưa vua đi thăm 99 ngách, cây cối lòa xòa, nước đen như mực. Vua khen cảnh đẹp, nhưng cho rằng không thể để mở rộng nên lại bỏ đi. Tới sông Đà cuồn cuộn sóng xô, núi tàn vươn mình, một dải ven sông cây xanh bát ngát. Vừa xài chim phượng hoàng đào 100 cái hố. Đào được 99 cái thì chợt có tiếng chim phượng kêu ở nơi xa. Chim mẹ vỗ cánh bay theo tiếng kêu, cả đàn con bay theo. Công trình bỏ dở, vua cũng bỏ đi. Rồi vua cứ đi, đi mãi tìm đất đóng đô. Cuối cùng vua tới một vùng mạch đất đẹp giàu. Hai bên là tản viên tam đảo châu về, đồi núi gần xa, khe ngòi quanh quất. Giữa vùng đồi nổi lên một quả núi như voi mẹ nằm giữa đàn con. Vua lên núi nhìn xa bốn phía, đất đai rộng phẳng, màu mỡ phù sa, cây xanh tỏa bóng, hoa tươi quả ngọt. Vua cả mừng khen rằng đây thực là đất họp muôn dân, đủ hiếm để giữ, có thế để mở, nên quyết định đóng đô ở đó. Vua phân các lạc hầu đóng ở vùng Kim Đới Phủ Ninh, các lạc tướng đóng ở vùng Cẩm Đội hay Lâm Thao gần Việt Trì. Xã Thẩm Thình là nơi dân giá gạo cho vua. Xã Tiên Cát, nơi các vợ vợ vua và là nơi vua dựng lầu kén rể. Xã Lâu Thượng, nơi vua làm việc. Xã Dữ Lâu là vườn trầu lớn của nhà vua. Cùng vua ở núi Nghĩa, có 100 con voi từ khắp các nơi trong nước về chào mừng. Cả đàn voi đều phục phục quanh núi Nghĩa để tỏ ý thần phục nhà vua. Nhưng trong đàn voi có một con quay đuôi lại vua, ngoảnh đầu về hướng khác. Vua đùng đùng nổi giận, gọi con gái là nàng bầu, trao cho kiếm báu và hạ lệnh chém con voi bất nghĩa. Nàng bầu nhận kiếm, kể tội con voi, rồi cầm kiếm bổ một nhát vỡ sọ voi, chém một nhát đứt cổ voi. Từ đó tới nay con voi bất nghĩa vẫn phải đứng chịu tội với dòng máu đỏ rỉ từ cái cổ và cái sọ vỡ toang một góc. Kẻ lũ nay là xã Minh Đông Việt Trì, xưa có lệ đến đầu mùa cấy, cử một cụ già lội xuống để xuống ruộng cấy vài đon mạ, xong nên làm lễ tế vua Hùng ở cây đa đồn. Tùng mới truyền rằng dân khi xưa chưa biết cày cấy, chỉ sống bằng thịt thú rừng và hoa cỏ dại. Vua Hùng hay đi các nơi săn bắn, vua thấy đất ven sông màu mỡ, gọi dân bảo tìm cách đắp bờ giữ nước. Vua Hùng thấy lúa mọc hoang, bày cách cho dân giữ hạt, gieo mạ. Mạ lên xanh, vua Hùng đổ mạ đem tới ruộng nước, lội xuống cấy cho dân xem, để dân học. Mọi người làm theo, cấy tới khi mặt trời đứng bóng thì vua mới nghỉ tay, cùng dân ăn uống ở dưới gốc cây đa. Vùng huyện Lâm Thao trước kia vẫn có tục trồng lỗ tra lúa và gieo kê trên bãi ướt. Xã Hợp Hải chẳng hạn, trước kia có tục tới vụ cấy xuân, ông chủ tế làm lễ tế ở đình thì dân rước ra đồng cấy. Chủ tế cấy xong thì dân làng vào cấy. Cấy xong mọi người mới té nhau cho ướt thước và tin rằng làm thế mới được mùa. Tục truyền rằng thời vua Hùng dựng nước, sang xuân vua lại đem theo hột kê ra bảo các mị nương hay là các con gái của vua gọi dân đi quải. Nhân dân vui mừng rước vua ra đồng.
Trống mõ đi đầu tới đó, rồi tới những ngước rước lúa, rước ghê. Vua và các mị nương và nhân dân theo sau. Tới bến sông, vua xuống bãi lầy, lấy que nhọn chọc lỗ để tra hạt lúa và gieo kê trên bãi. Làm xong, vua cắm một cành tre để chim khỏi ăn hại. Mị nương và dân làm theo vua, tra lúa gieo kê, cắm cành tre khắp đồng khắp bãi. Vua Hùng còn dạy dân nhiều thứ nữa, dạy dân đắp đê, đào giếng, trồng khoai lang rau kiệu, bày cuộc sống nấu cơm thi, làm bày cỗ, rồi làm bánh thi, bày các cuộc hát hội múa. Một thời đại văn minh, một nền văn hóa, côn cách làm ăn, lối sống riêng, rồi phong tục tập quán riêng của dân Việt phương Nam được mở ra từ đấy. Thiên nhiên ưu đãi đất nước ta, đất đai phì nhiêu, nước dư thừa, nhiệt đầy đủ, rừng vàng nhiều gỗ quý thú lạ. Bên dưới mặt đất thì ẩn tàng nhiều quặng mỏ, như đồng, như thiếc, như sắt, như chỉ, như kém. Biển bạc thì muối và cá, ngọc trai đồi mồi. Nhưng cái thiên nhiên nhiệt đới gió mùa ẩm ướt với núi đồi trùng điệp và biển cả bao quanh này cũng rất nhiều khắc nghiệt với con người. Thiên nhiên đó có nhiều phần hoang dại, rừng rậm thú dữ đầm lầy, thuồng luồng cá sấu, bão tố và lũ lụt, nắng cháy và hạn hán. Con người thời dựng nước trước hết phải đùm bọc nhau, đồng cam cộng khổ, sáng tạo kỹ thuật, mài đồ đá, khai quặng mỏ, đúc đồ đồng, rồi tấn công liên tục vào thiên nhiên. Họ chống thú dữ, họ tìm hiểu cỏ cây có ích, họ phá rừng lập ấp, gã gỗ dựng nhà sàn, rồi họ đắn gỗ đóng thuyền để kết mảng. Công việc chính là làm ruộng. Người Việt trồng lúa, trồng khoai, trồng đỗ, rồi trồng cây ăn quả, trồng rau dưa. Với lương thực ấy, thực phẩm ấy, người Việt đã chế biến những món ăn đậm đà hương vị dân tộc, như là đồ xôi này, gói bánh chưng, giã bánh dày, làm bỏng rang, nấu rượu làm mắm. Tiếng chảy tay giã gạo đã trở thành điệu nhạc quen thuộc trong nông thôn đất Việt. Trồng lúa thì phải trị thủy và làm thủy lợi, đắp đê khơi ngòi. Muốn khai khẩn châu thổ sông Hồng mà không có tài trị thủy thì không xây dựng nổi cơ đồ cho một đời sống nông nghiệp định cư. Sơn Tinh thắng Thủy Tinh là thiên anh hùng ca đượm màu thần thoại, ngợi ca người Việt đánh thắng trận đầu lũ lụt để giành lấy những mảnh đất màu mỡ ven sông. Cuộc sống ngày càng được đảm bảo thì những gia súc lớn như trâu bò và lợn gà chó quấn quýt quanh con người ngày càng đông. Người Việt trồng đay, trồng gai, rồi trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa, dệt vải. Những chàng trai có khăn khố đẹp, những cô gái có váy áo thêu. Nghề dệt đã có những cơ sở ban đầu. Cạnh đó có nhiều nghề thủ công khác phát triển như luyện kim đồng thau, đúc diều làm công cụ, đung giáo mác mũi tên áo giáp để làm vũ khí, đung vòng tay hoa tai nhẫn để làm đồ trang sức, đung trống đồng, chiêng đồng, chuông rồi lục lạc để làm nhạc cụ trình diễn trong hội hè và lễ nghi tôn giáo, nặn nồi niêu làm đồ nấu, thạp vò làm đồ dựng, đan rổ giá thố gùi, nong nia làm đồ dùng trong nhà, đan thuyền nan đóng thuyền gỗ, kết mảng bương làm phương tiện giao thông vận tải và đánh cá. Thủ công nghiệp phát triển đến như vậy là bằng chứng của một phân công lao động xã hội đã tỉ mỉ. Đấy cũng là những bằng chứng của một nền kỹ thuật cao, của bàn tay điêu luyện vốn đã có một quá trình chuyên trách lâu năm. Có phân công mới có trao đổi. Từ văn lang chống đồng lạc Việt được truyền bá đến đất Điền hay là Vân Nam, hay đất Thục ở Tứ Xuyên và không các hải đảo ở phía Nam như mà Mã Lai. Từ Việt Nam, văn hóa Đông Sơn tỏa chiếu ảnh hưởng ra toàn Đông Nam Á. Sinh hoạt văn nghệ tôn giáo bao quanh hội mùa dân gian, hội làng với gái tháng 2, trai tháng 8, cảnh múa hát vũ trang và hóa trang theo nhịp trống đồng trầm hùng, hòa với những tiếng khèn tình tứ. Cảnh đua thuyền sôi nổi trên sông nước được chạm khắc trên trống đồng ngọc lũ Hoàng Hạ, đã tìm thấy những cặp tượng người cõng nhau nhảy múa thổi kèn. Thời vua Hùng phong tục thuần hậu chất phác, ai cũng xăm mình búi tóc, cắt tóc ngắn. Cũng có người tết tóc đuôi sam, ai cũng thích đeo hoa tai và nhiều vòng tay bằng đá mài, tiện gọt tinh vi, bằng đồng đúc khéo và bóng. Người Việt cổ nhuộm răng ăn trầu, rồi miếng trầu là đầu câu chuyện. Hội mùa là dịp trai gái gặp gỡ, múa hát giao duyên, ưng ý nhau thì lấy nhau, mẹ cha không ngăn cấm. Dân nông nghiệp thờ thì thần đất, thần mặt trời, hình ngôi sao giữa mặt trống đồng. Tính canh con người đã dần dần hun đúc, làm ruộng giữa một thiên nhiên vừa phong phú vừa khắc nghiệt, đã dần dần rèn luyện người Việt cổ có đức tính kiên gan bền trí, thông minh và sáng tạo, song vẫn không kém vẻ hồn nhiên và giản dị. Một số lượng cực kỳ phong phú vũ khí đồng thau được phát hiện, đủ nói lên rằng
Bây giờ chiến tranh có tính chất thường xuyên và quy mô ngày càng lớn. Nước Văn Lang ở vào vị trí tiếp xúc giữa đất và hải đảo, là ngã tư đường của các luồng dân cư và văn hóa giao lưu. Thuận tiện đấy mà cũng đầy khó khăn. Nhu cầu chống ngoại xâm để bảo vệ quê cha đất tổ, bảo vệ cuộc sống riêng đã trở thành một nhân tố quan trọng thúc đẩy sự lớn mạnh nhanh chóng của xã hội Văn Lang. Con người Việt cổ vừa mới cố sức vươn mình lên khỏi cuộc sống tự nhiên đầy khó khăn gian khổ giữa rừng rậm đồng lầy thì liền đó phải đương đầu với lũ ngoại xâm. Cậu bé làng gióng 3 năm nằm trên chõng đá, chẳng nói chẳng cười, nhưng vừa nghe tin có giặc thì vụt lớn như thổi, gióng ăn liền lên một lúc rồi hết. 7 nong cơm, 3 nong cà, uống một hớp nước cạn đà khúc sông. Và gióng lên đường ra trận. Theo gióng đi đánh giặc, có người dân cày đang cầm vồ đập đất, có người câu cá, người đi săn, có cả đoàn trẻ chăn trâu. Gióng cùng toàn dân đánh giặc, vun roi sắt, quất tre ngà xuống đầu giặc. Đứa thì đứt mũi sứt tai, đứa thì chết nhóc vì gai tre già. Giặc thua thảm hại, cả đất nước mừng vui với chiến thắng thần kỳ. Câu chuyện Thánh Gióng là bản anh hùng ca bất tuyệt, ngợi ca tinh thần chiến đấu bất khuất vì độc lập. Người anh hùng làng Gióng là hình ảnh tuyệt đẹp của nhân dân ta trưởng thành nhanh chóng trong gian lao vì nạn nước. Cũng như cậu bé làng Gióng, đất nước này, dân tộc này vừa mới có ý thức thì đã hai vai gánh nặng hai nhiệm vụ làm ăn và đánh giặc. Chính vì vậy mà dân tộc ta đã được tôi luyện trong ý thức dựng nước và giữ nước. Hai mặt cơ bản đó của đời sống xã hội Việt Nam gắn bó với nhau, thể hiện trong tư thế vừa sản xuất vừa chiến đấu của người Việt Nam trong lịch sử. Xã hội Văn Lang đã có những bước đầu, có sự phân hóa giai cấp, nhà nương đã nảy sinh, nhưng nói chung nhân dân còn thuần hậu, chất phác, vẫn bảo lưu truyền thống tốt đẹp của thời kỳ công xã tự do. Đến đời vua Hùng thứ 18, nửa sau thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, ở phía nam nước Trung Hoa láng giềng và giáp miền đông nước Văn Lang anh em, có nước Nam Cương, gồm đất Cao Bằng và một vài vùng lân cận ngày nay. Kinh đô của Nam Cương là Nam Bình hay là Cao Bằng, nay là Hòa An Cao Bằng. Vua nước Nam Cương là Thục Chế, cai trị 9 xứ. Mỗi xứ lại có một chúa mường cai quản. Dân Nam Cương vốn có nhiều mối quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa với dân Văn Lang và đã nhiều lần đánh tan quân xâm lược của phong kiến Sở Tần. Thục Chế làm vua được 60 năm, thọ được 95 tuổi. Con trai là Thục Phán mới 10 tuổi đầu. Việc nước được trao cho Thục Mô là cháu của vua Thục Chế. Chín chúa mường nghe tin Thục Chế chết thì kéo quân về vây kín kinh đô, ngựa lừa đóng đầy thung lũng, thuyền bè đậu kín mặt sông. Các chúa đòi Thục Mô trả ngôi cho vua Thục Phán. Thục Mô mới nghe theo, ra bàn ở với dân. Nhưng các chúa lại vặn vẹo rằng Thục Phán còn bé dại, đòi Thục Phán cắt đất 9 nơi trong huyện kinh đô để trao cho 9 chúa. Như thế thì còn đâu là đất nhà vua nữa. Thục Phán tuy nhỏ tuổi song rất thông minh, lại có nhiều người tài giỏi, lắm mưu nhiều mẹo giúp việc. Biết các chúa muốn giành ngôi báu, Thục Phán bảo với các chúa rằng: ta đây sẵn sàng nhờ ngôi báu ngay cho các chúa, song ngôi vua chỉ có một mà chúa những 9 người, ta biết nhường ai. Các chúa hãy cùng nhau giao đấu tranh tài, ai hơn thì ta sẽ trao ngôi vua ngay lập tức. Nghe Thục Phán nói vậy, chúa nào cũng chắc mầm mình sẽ được làm vua. Các chúa hăm hở rủ nhau ra bãi cỏ trước sân triều, cởi trần đóng khố bao, cùng nhau thi tài võ nghệ. Nhưng các chúa đều ngang sức ngang tài, không ai hơn cai kém ai cả. Đấu đến tối thì vẫn chưa ai thắng cuộc. Vua mới truyền bảo rằng: chín chúa đã đua nhau tranh tài tranh sức cả ngày rồi, chúa nào cũng tài giỏi, 1 9 1 10. Nước Nam Cương ta vì thế ngày càng thêm hùng cường, không giặc dữ nào dám xâm phạm cả. Nhưng vì không ai trội hơn ai, nên ta chẳng biết nhường ngôi chúa cho người nào cả. Thôi các chúa hãy về tạm nghỉ, ngày mai sẽ lại đua tài. Trong 3 ngày đêm, ai có nghề gì khéo hãy đem ra thi thố. Người nào xong đúng hẳn là giỏi giang nhất sẽ được nhường ngôi. Các chúa đều cười thầm đắc ý, tưởng chuyến này ngôi vua lấy dễ như trở bàn tay. Còn Thục Phán thì suốt đêm trằn trọc suy nghĩ làm sao cho cuộc thi tài của các chúa lỡ dở, khiến bọn họ không còn dám nhòm ngó ngôi báu nữa. Sáng sớm hôm sau, các chúa lục đục kéo tới sân triều, mỗi người nhận làm một việc. Hẹn đúng nửa đêm ngày kia họ sẽ xong xuôi. Thục Phán liền chọn 9 cô con gái tuyệt đẹp, giỏi võ, giỏi thơ, lén đi theo các chúa, tùy thời cơ mà phá cuộc thi tài.
Chúa Nông Quang Thạc xin sang nước Ngô, tức là Trung Quốc, mua một cái trống to, biệt ra rồng đem về. Vì trống của nhà vua Thục lâu ngày đã thủng, Chúa vừa đi vừa chạy như bay. Hôm sau đến kinh đô nước Ngô, mua được một chiếc trống rất to. Xế chiều Chúa đã vác được trống về đến dốc Hau Luông. Bụng đói mà người đã thấm mệt, nhưng còn một khắc mới hết hoạn cuộc thi. Bỗng Chúa thấy một quán hàng mới dựng, chủ quán là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Cô đon đả mời khách vào hàng nghỉ chân, lại dọn nhiều thịt ra tiếp đãi. Nông Quang Thạc treo trống lên xà nhà rồi say sưa chè chén. Chủ quán chuyện trò vui vẻ, lại cùng nhau so tài võ nghệ. Nhân lúc Quang Thạc mải đi bài quyền, cô gái liền giơ tay cắt đứt dây treo trống. Rồi trống lăn từ sườn non xuống vực thẳm, tiếng vang âm vọng khắp các mường bản gần xa. Tần Ngần tan mộng đế vương, Quang Thạc đành quay về mường bản. Lại nói đến chúa Lý Kim Đán, rất giỏi cái thuật bắn cung. Tần Ngần thì chúa mới xin đi thi bắn rụng hết lá trên cây đa tùm trước cung vua. Kim Đán dương cung bắn ào ào từng trận, tên bắn lên lá làm rụng rào rào, chìm trong bay xôn xao trước gió. Đến chiều tối ngày thứ ba thì chỉ còn lơ thơ vài chiếc lá non trên ngọn cây đa. Kim Đán nghĩ bụng, vội gì, hãy nghỉ tay chút đã. Vừa lúc đó có một cô gái đẹp, người nhà Thục Phán tới lân la hỏi chuyện, nài xin Kim Đán cho mượn cây cung tập bắn. Kim Đán mà nhìn người đẹp mê mẩn tâm thần. Rồi cô gái giả bộ treo cung lén lên cây dao nhỏ dắt sẵn trong lưng, cắt dây cung gần đứt, đưa trả lại cho Kim Đán rồi trở về. Kim Đán ngẩn ngơ trông theo hình dáng người đẹp cho thấy khi trời chạng vạng tối mới hăm hở dương cung bắn tiếp. Nhưng mà than ôi, dây cung đã trùng, tên nào tới được ngọn đa. Kim Đán uất ức bỏ dở cuộc thi, buồn bực quay về. Rồi lại đến chúa Hoàng Tiến Đạt, vốn tạo nghề làm ruộng, tài kế nhanh của chúa nổi tiếng khắp xa gần. Chúa quyết phen này ra tay nhổ mạ phiêng pha cấy nà tổng chúp. Tiến Đạt đã suy nghĩ, ngày thứ nhất thì bừa ruộng, ngày thứ hai thì nhổ mạ, rồi ngày thứ ba thì cấy lúa, cứ thế mà làm là chắc ăn. Suốt 3 ngày Tiến Đạt làm liền tay không nghỉ. Ngước mắt nhìn lên thì cánh đồng mới cấy xanh dần chỉ còn một khoảng con. Tiến Đạt bụng bảo dạ, khoảng ruộng con kia cấy giật lùi nháy mắt cũng xong, đi đâu mà phải vội. Bỗng đầu một cô gái đẹp tựa tiên nga đi ngang thửa ruộng buông lời thán phục. Ái chà, ruộng một nơi, nương mạ một nơi mà đã cấy xong rồi. Cấy nhanh hơn con chim lượn trên trời, nhanh hơn tên bay vun vút. Tiến Đạt mới phồng mũi tự hào, vui vẻ bắt chuyện. Cô gái mời Tiến Đạt về nhà ăn uống, nghỉ ngơi lấy sức, rồi hãy cấy nốt. Lát nữa em ra tay cấy giúp, chỉ một loáng là xong, chớ ngại gì. Rồi về nhà, cô mổ gà làm cơm, bày tiệc rượu để thiết đãi. Tiến Đạt lại vừa mệt vừa đói, càng ăn càng ngon miệng, càng uống càng say mềm, lăn ra làm một giấc đến sáng, chẳng còn nghe thấy tiếng trống hiệu nữa. Đám ruộng chưa cấy xong biến thành một mô đất bằng cái nón, đời xưa có tên là tổng chúp. Rồi đến các chúa khác, chúa thì làm thi thơ, chúa thì xây thi thành, chúa thì thi mài lưỡi cày thành kim, nhưng đều vì đám say tiểu sắc mà dở dang công việc. Thế là 9 chúa mường thi tài tranh nước, chả chúa nào thắng cuộc. Thục Phán mưu cao trước lược hơn người mà vẫn giữ được nguyên ngôi báu. Nhân dân trăm họ càng yêu mến người thủ lĩnh trẻ tuổi, mưu tài mẹo giỏi. Nước Nam cương ngày một hùng cường.